xào này củ qua nè, ngoài vườn á, thì xài với trứng ăn với cơm. Với lại hôm qua mình thịt thịt heo quay mình còn đó các bạn, nên mình ăn ăn cơm thịt heo quay với trứng xào với lại củ qua. Ở đây là bí nấu canh với nước dừa các bạn. Đây là trứng xào củ qua, làm đơn giản thôi. Và đây là canh bí nước dừa với thịt heo quay. Mình mới vừa làm vừa đó bạn ơi, chúc mừng mình mới ăn đồ đàng hoàng cái vườn của quán. Đây gia đình mình ăn cơm đơn giản thôi nè. Hôm nay mình ăn khổ qua xào trứng với là canh bí, cái bí xanh đó các bạn, với lại thịt heo quay. Heo quay mua hôm qua còn lại các bạn, còn nhiều quá phải ăn đó. Canh bí thì thôi, đơn giản. Xin chào bà cô chú và các bạn. Xin chào ông bà cô chú. Xin chào ông bà chú. Xin chào. Hôm nay nhà mình ăn cơm đơn giản nữa nha. Mình ăn cái gì nè? Cái gì? Pumpkin. Bí. Cái này khổ qua với lại trứng. Cái này thịt quay. Thịt heo quay qua ăn còn dư các bạn, thành ra mình phải ăn cho hết. Thành ra mình ăn tiếp tục. Mình bỏ vô cái eo mai ăn cho nó nóng lại thôi à. Xin mời. Okay. Đây, cái này phải có tương ngọt, có ớt vô ăn nó ngon các bạn. Cái này ở chợ nó phải bán nó cho ha, mà nó không cho à. Cứ bỏ mà sai á. Nó bán không có cho. Cái heo quay này mà các bạn có air fry á, hâm lên á, cũng ngon lắm, ngon như là mới vậy đó. Công việc của mình á, nó không có giống như như kiểu mà ấy, đôi lúc thì rất là bận, đôi lúc thì không có không phải lo. Nhưng nếu mà mọi thứ suôn sẻ mình không phải làm gì hết, còn nếu mà có trouble thì mình phải troubleshoot liền, mình phải sửa liền, mình phải có cái kiến gì liền. Thành ra không biết chừng được, đôi lúc thì rất bận, đôi lúc thì không có gì. Nhưng mọi thứ không có gì hết thì không có làm gì hết. Bảy này xong gì nè? Đũa ăn cái gì chứ? Cần đũa không? Không, không cần đâu. Không đũa không? Cái bảy này trời đẹp các bạn. Cái bảy này mình tụi mình đi London chơi, London Hotel. Mình sẽ review cho các bạn coi. Nếu mình đi, nếu trời xấu thì không đi, còn nếu mà trời đẹp thì đi. Nhưng mình làm cái gì? Mình mang cái computer của mình trang này đúng không?
by yourself in the monitor back in residence, right? Yeah. And the printer, you need the printer too, right? Yeah. Mang đồ con mình về, con mình ở dưới nó học không? Thế là chứ. Hôm nay đi làm, năm tới mới về trường lại hôm nay. Mình xuống dưới đó mình lấy đồ nó về. Movie quá hay không con? Quá hay không? Movie. That was very long. Movie. Good. Yeah. Violent quá. Oh yeah. Very violent. Mình biết ngay các bạn. Có movie ngay chứ killer là muốn mình nghe muốn sợ. Mình không thích phim violent. Mấy cái này đúng là mất nha. She preached about doesn't like violence, mm-hmm. but at one point she watches one violent moment in a Vietnamese movie. What's that? When a guy gets his head clubbed by a club. Oh. And his head was... That's probably dad. Oh, was it you then? Mm-hmm. I never watched that. What? There was this one scene where a guy hit that guy in the head with a... Some type of war club, and he died instantly in a Vietnamese movie. Mình không giờ có phim đó. That one was very graphic, though. Mình không biết. Coi rồi sợ. Boy, it does happen. Nó này nó thanh niên sao? Nó không sợ. Mình phim mà bạo lực mà phim mà ma là không coi. Coi rồi cũng được. Nhát lắm. Hôm qua kẹt xe không? Hôm cả dưới đó kẹt xe không? Thao phụ không? This morning? Hôm qua bác ơi, mua bì á. Oh, actually no. When I got home, there was actually a construction close at the exit of Major McKenzie. Mm-hmm. So I had to go to Teston Road and turn left from there. Oh, really? Yeah, that's what happened. I didn't know that happened. So luckily, I had a little bit of quick thinking, so I didn't go in. Who told you to do that? No, I just saw and reacted. Mm. Fortunately. This one? Mm-hmm. And then maybe it's like a soy sauce or something. Mm. I think it's pretty good. Just see some. Like, the bitter melon's very strong, that's why. Yeah. I don't know why this here. So, high meeting? Mm-hmm. Rating. What do you mean? High meeting? Yes. High meeting? I'm going to go. Come on. Yeah. Bye. 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 And that's where it starts, maybe like Jin Beam. Mm-hmm. Something like salty. What do you mean? What do you mean? What do you mean? Có đồ ăn là 10 điểm à. Mình 20 điểm. Mình không ăn nấu. Chỉ làm về trễ á, mệt mà. Làm về chờ. Mình chờ con mình rón á. Nó về 5 giờ mình phải đứng ngồi phải chờ với nó.
sáng dậy sớm. Từ mình có cái mình có họp mỗi buổi sáng, mỗi buổi sáng là thứ tư 8 giờ sáng. Ra mình phải dậy sớm. Rồi giờ trễ nữa. Nên thông thường mấy ngày này mình ít nữa ăn. Bạn ăn cơm hết không ạ? Bạn ăn cơm hết không? Ừ, không kìm mặt em. Lấy chén con. Lấy ba cái chén. Lấy đó đi. Hôm nay trời lạnh nè. Bạn khô rồi cho mình cây đó. Không ăn rồi bạn. Tới là lạnh. Nó chết đó chứ. Cái này pumpkin rất ngon nha. Pumpkin ở đây là loại pumpkin mà cái trái mà cái vỏ màu xanh đó. Cái trong nó màu cam kìa bạn. Ăn ngon, nó béo hơn các bạn. Nó béo hơn là cái loại pumpkin kia. Mình rất thích ăn pumpkin. Ngày nào mà nhức đầu á, ăn pumpkin vô á, cảm thấy hết nhức đầu. Xưa còn nhỏ, lâu lâu mình cũng ăn pumpkin, mà bơm canh đến Việt Nam. Nó không có ngon mà bên đây pumpkin này ngon lắm bạn. Bên đây pumpkin đủ loại á. Bên Việt Nam có một loại một. Nam only one type. It's not as good. Cái này nó béo béo không? It's like creamy, đúng không? Yeah, the broth specifically, yes. Yeah. Rồi ba bỏ cái vô nè. Bỏ coconut milk đây. Này mình bỏ coconut milk đây mình nấu đó mà. Ăn ngon. Tao lại nhớ ăn canh gì không? Là tự lấy nha. Chén con này. Thì nhân lấy nhiều quá không phải. Dạ, nó xíu là nhiều lắm. Không, cái chút xíu thôi. Yeah. Does anyone knows? You know people still talk about Napoleon till this day dead. Because he's a famous French emperor. Known to won many battles, but also once lose significant losses, right? And eventually after the Battle of Waterloo, he was exiled in St. Helena, a remote island, where he spent his remaining life in there in isolation until he died of certain diseases in his stomach. I don't know how to translate in Vietnamese. Napoleon? Yesterday, yeah. What? Napoleon? No. Yeah, definitely. And that's a movie that's coming up, though. Because there's this inner joke called There's Nothing We Can Do. And they play armor plastique, armor plastique, in a Napoleon background. Oh yeah? With some type of sad tone. Ngày hôm nay cái bình nước nó hư. Cái kettle trong thẻ nó hư. What happened? That kettle doesn't work anymore? My workplace. Oh, in your workplace, I see. Not here. Don't she use the coffee maker there? Yeah. Oh yeah. Mình làm biến xuống dưới down kitchen. Ở chỗ mình làm có hai cái kitchen các bạn. Ở lần trước với lần sau. Mà được tại mình ngồi phía trước á, người ta mình dùng cái phía trước nhiều, mình không dùng cái phía sau.
mình dùng phía trước, mà hôm nay cái Why? Cái nồi nấu nước nó hư, thành ra mua cái khác. Mà cái con nhỏ mà mua cái đó nó nghĩ về cái phần là tụi tới nó vô. Bây giờ tụi này mình phải xuống cái phía sau mình ăn, mình lấy làm nước. Wow, ăn cơm ngon. Nhưng này ngay cả hâm lại bằng keo pha cũng ngon ha. Nó cũng giòn đúng không? Cũng còn ngon hơn thường. Nhớ hay quay và các bạn hâm lại air fry đó, nó vẫn còn giòn giống như là mới vậy. Mình tạm ngừng ở đây nha. Mình hẹn các bạn, ông bà cô chú video khác. Xin chào. Bye bye. Bye. Xin chào. Xin bạn bấm một like để ủng hộ cho kênh của mình. Và nếu chưa subscribe, bạn bấm subscribe ở dưới để xem những video mới. Thanks for watching.